Thu xui quá. Cảm ơn cô. Kem chống nắng là 290.000 một tuýp. Mua 2 tặng 1 miễn phí ship nha chị. Chị để số điện thoại đi ạ. Hoàng Vi Luân xin cảm ơn ạ. 3 năm rồi, cảm ơn rất là nhiều Vi Luân. Mấy chiều bạc làng rơi bóng nước, một chiếc thuyền non vội vã trở về, trong lam một dải xanh như ngọc. Vời vời mắt ai buồn tai tê, xa xa mây phủ non hồng lê, đã vàng hoa cái nở bên sông. Câu hát giận thương vương sóng đó đây đó phải sáng sông đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón dần hơn chỉ đưa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa định đi thì hoa phải nở. Xuống bên đó em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó gắn bên rồi. Nghe câu vì sao người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, đồng lam xanh biếng đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ta. Sông lam bên lửa bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Có bán thuốc dạ dày không? Dạ hơi ngoài nhà em không bán bất cứ dòng thuốc nào cả à. Mấy chiều bạc làng rơi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về, trong lam một dải xanh như ngọc. Vời vời mắt ai buồn tai tê, xa xa mây phủ non hồng lê, đã vàng hoa cái nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đâu đây đó phải sáng sông đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón dần hơn chỉ rửa bên sông buồn. Sớm hôm vì hoa định thì đi hoa phải nở, anh xuống bên đó em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó gắn bên rồi. Nghe câu vì sao chiều ướt lạnh dòng trôi, sông lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông lam bên lờ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông lam xanh biếc.
khắp đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang trong lam bên lờ bên bồi mà anh lỡ hẹn với tuổi trẻ bình luận nè, tuổi trẻ bình luận nè. Cảm ơn cô chú anh sẽ là nhiều ạ. Rất là khiêm tốn nha. Anh thích remix tông nữ. Sau đêm lấp lánh tiếng hát ai vang dòng cây rừng, phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát? Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em vì săn mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu, em đi bắc những nhịp cầu nối những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới chiến trường. Cô gái miền quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đá mở đường gian khó phải lùi. Em tiến bước, em có nghe tiếng súng nơi tiền phương rung lòng, liền năm tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim mừng sáng như sao mai lấp lánh rọi núi rừng, soi cho em đắp chặng đường trên đất quê quốc yêu thương. Ôi con đừng rơi anh hấp nhở chú anh chị ạ. Mới mắng một tầng bên chợ bên này mà cảm ơn chị Dòng Ngọc, cảm ơn các anh chị. Đấy, các anh chị mình nhớ mua hàng cứ để số bên dưới là được ha các anh chị ạ. Ít nhưng dài lâu, mọi người yêu cầu nhiều quá. Ít nhưng dài lâu nha cả nhà. Ít nhưng dài lâu. Mong là cũng sẽ ít nhưng dài lâu.
Không, không có dài lâu em ơi. Nó nhiều rồi. Trời ơi, nó như con kiến vậy, đọc không được luôn. Mai này trăng sẽ trắng, nhật ký anh lưu sao đây. Nhưng thói quen em mỗi ngày, hay hơn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây, ghi điều em thắc mắc không đông người. Quen nắm tay em mệt rồi, ghi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Vì tôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón. Đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, đã yêu thôi quen nhau. Để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mỗi bên lúc xa nhau. Chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua màu. Sắp có nước hoa rồi đó mọi người, chuẩn bị tiền đi mọi người ơi. Chuẩn bị money money, chúng ta săn những cái dòng nước hoa mát chính hãng nha cả nhà ơi. Cứ mua hàng là phải để số nha mọi người ơi. Chiều thương hay đưa đón, đón em đến tương lai sẽ không như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, đã hiểu thôi quen nhau. Để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mỗi bên lúc xa nhau. Chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua màu. Yến là Yến Yến lì lợm của em nó mất tiêu rồi, khóc quá. Yến mệt ướt quá đúng không mọi người? Có ai cần tư vấn về sản phẩm bên em thì mọi người nhớ là để lại số điện thoại trực tiếp giùm em, để bên em có thể có nhân viên và chuyên viên tư vấn cho tất cả quý vị mình. Em cảm ơn chị Hoa Lê nha. Xin chào chị Nhánh Lan Rừng nè. Yến ơi, tầm vỡ tay nào có, tay nào không có, có không không gì trời, gì trời, sao vậy, bên đây mỏng manh yếu đuối gì trời.
châu bò em không tiêu rồi. Linh châu bò thì cũng phải yến châu bò chứ nè. Cảm ơn Hoàng Vũ Văn Hoàng để số điện thoại ạ. Cảm ơn Hoàng Vũ ạ. Mạnh mẽ lên Yến ơi. Đúng rồi, mạnh mẽ lên Yến. Linh dỗ Yến đi, em đâu có biết dỗ. Em cái, nói chung là em là một cái đứa mà không có biết cách dỗ người ta. Người ta mà khóc là em cứ làm khùng, làm điên, làm cho người ta cười thôi à. Chứ nếu mà dỗ dỗ, nín nín là em dỗ không biết. Nghĩ người em bị cục xúc á mọi người. Dạ, xin cảm ơn anh chị. Dạ, xin cảm ơn anh chị. Nhìn xin cảm ơn anh chị. Bị ngạt mũi á. Xin cảm ơn anh chị. Thở không được luôn, phải thở bằng miệng đó má. À, mọi người muốn ăn thì mọi người đi sớm đi thôi. Em ơi, không kìa. Tròn lát nữa. Hôm nay em hơi bị khóc kìa. Liêu Liêu em khóc từ buổi trưa tới buổi tối em khóc hoài. Này hơi quá. Này nghẹt hơi quá nè. Liêu Liêu. Liêu Liêu Liêu. Ô kìa mắt con chưa. Thôi hát này, hát bài vui vẻ. Em meo meo rửa mặt nha mèo. Để hát cái bài quẩy quẩy cho bà quẩy lên coi. Gửi tặng đến cho tất cả quý vị mình một ca khúc sôi động. Remix giật tóc móc mắt. Ngồi tựa mang thiền. Mắt luôn á. Bà gì remix ta? Chị Thu có gợi ý không chị Thu? Nè đi bà khóc, bà khóc rồi được rồi. Lẹ Thu. Lẹ Thu. Bà gì Thu? Anh sẽ là người thương em. Anh không tha thứ. Bà gì đã gì rồi em xem em trong mây thôi. Tình nhạc file nó cũng hơi buồn luôn. Bà gì Thu? Hoang mang đi. Đúng rồi, đang hoang mang. Hoang mang nha mọi người. Đâu hoang mang, bài hoang mang luôn. Những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Yeah! Ta là nhớ đêm năm mơ, mơ tình ta sẽ nhớ bài thơ. Anh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Hey! Vì sao người không nhận lời? Đứng anh ở đâu cho chúng tôi biết bạn. Ngày qua ngày xót hết đau vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tôi nhớ phép mộng, rồi em có lòng vượt qua nỗi sầu để đêm mùa đông trôi sâu.
hơi lạc lõng. Em là quan giữa cuộc đời này. Dạ, xin cảm ơn các chị. Chị Thu đang đứng ở hai đâu? Ủa, em 1m52, chị 1m57 thì cũng đâu có chênh lệch dữ lắm đâu. Tính ra bé Linh ngồi là bằng Thu luôn á. Giờ đứng lên thì có cao, đứa nào cao kinh khủng không? Đâu? Đứng lên em cao lên chị. Là em cao nhất đám chắc rồi đúng không? Ủa? Ủa Thu, Thu đứng hay ngồi đâu? Đúng không? Tức là bé Linh là cao nhất nhất đám đứng, rồi. Đứng, đứng, đứng. Nhón lên chi dĩ dù cha. Cha bình thường đi. Dù sao nó cũng đi theo mình rồi. Không sao, Lùng dễ thương. Vì Lùng đáng yêu mà mọi người. Lùng mà quen mấy anh cao cao nó rất là hợp luôn. Kiểu như được che chở đó. Nếu là vừa... Tiếp tục chương trình ạ. Nếu là vừa, vừa, vừa khính luôn. Cảm ơn mọi người. Đấy, các chị ơi, các chị mua chị hàng để sở hữu giúp em nha. Tăng cân mọc đà giúp mình ăn khỏe, ngủ ngon, sức khỏe là vàng. 350 ngàn một hộp, hai hộp là 600 ngàn miễn phí ship. Những anh chị nào mình có nhu cầu mua hàng như em thì mình cứ để thẳng số điện thoại giúp em. Nhìn này khát nước dưới trời. Chị là thèm nước đá kinh khủng. Vẫn cứ thèm. Uống nhiều, uống nhiều thì sợ bị đau tại cái họng nó bị bệnh. Em cũng thèm nước đá nhưng mà phải cố nhịn. Ảnh hưởng họng ấy. Lúc nào nghe, dạ để ta nghe mình nghe được hết những cái tiếng nhạc, những cái tiếng hát của tụi em á, nghe nó ok hơn là cánh chị nghe loa ngoài. Nghe loa ngoài á là cái loa nó giảm rất là nhiều rồi và chúng ta nghe nó không có được rõ nữa, cánh chị nghe nhiều lúc nó không có hay bằng khi mà cánh chị đeo tai phone. Còn nếu mà cánh chị muốn hay nữa mọi người, em chỉ cánh chị cách gì nè. Cánh chị kết nối với cái loa kẹo kéo hoặc là bluetooth á, cánh chị mở hết volume cho em. Nó đập đùng đùng chầm 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 3 ngày nó cháy cái mua loa khác. Trời nghe gì nó mới sướng đúng không mọi người? Xong rồi ví dụ mà mình cảm thấy là hàng xóm mà kế bên có ai hay mở karaoke hát mỗi ngày đó, chỉ thẳng qua đó cho em. Lấy tranh hộp ạ, muốn mua cái gì cũng được, để lại số điện thoại bạn ơi. Ở số bên em ấy có thể. Bạn mình thấy bạn để lại số điện thoại rất nhiều lần mà chưa thấy xác nhận đơn nào hết trơn, sao vậy ta, kỳ ta? Là có nghĩa là bên em điện mà anh không bắt máy hả? Anh ơi, anh để số thì khi bên em điện anh vui lòng bắt máy giúp em nha. Linh dẫn Yến đi ăn đi coi phim ma hả? Ba đó có chịu đi coi phim ma mà. Ôi phim ma chắc xỉu luôn mẹ. Con là con thích đi coi phim ma chứ Yến là. Mẹ, phim ma vui bình mà. Bình thường con đã mất ngủ rồi, coi phim đó chắc gì sức thay sạch gì trắng đêm luôn. Nhập phim mèo cái bên tối nó mở mắt ra nhìn bằng cái nữa. Xỉu luôn. Mấy chứ đó. Phim ma là ghiền luôn đó mọi người. Thịt kho rau muống đi với Linh hả? Nay em ăn thịt kho tàu ơi. Sắp gớt rồi, mình chuẩn bị sắp gớt. Trời ơi. I yêu cô bác Sài Gòn. Quá trời quá đất rồi. Làm bao anh cho anh sớm. Chứ tim mới khóc nữa nè kìa chị Băng. Ô là trời ơi đất ơi. Chị đang quay hậu trường. Cảm ơn nha Ruby để số điện thoại ạ. Đây, cái bộ kia em cũng bận chạy thấy cái bộ này nè. Ừ. Chắc phải chịu. Ừ, Trang, cái Trang vậy luôn. Em đặt bộ cho Trang ý, em kéo cũng vậy á. Thì nói trong em muốn em phải làm chơi cái kiểu giống như chị Băng vậy đó. 2 năm dịch thôi mà. Dạ, xin cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Không còn gì nữa thôi, ba chị em kết thúc live. Các anh chị nhường giờ là nhường sân, nhường dạ, cái buổi rớt live hả? Lại cho chị Sa Băng và chị và bà Nhật Lệ nha. Nhật Lệ bằng tuổi em á. Hôm nãy em kêu bà, mày tao cái con Ngọc có kêu, ủa sao mày hổn nhím cơ mà. Trời bằng tuổi mà nói gì vậy. Cảm ơn các chú anh chị ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị buổi live kế tiếp nha. Nhớ là ghé kênh Duy Trinh để theo dõi Sa Băng và Nhật Lệ nha các anh chị yêu. Ok em.